mì ba ngoài đây. Mình ra kia đi. Trời ơi, Linh mà điện lên. Giờ Linh chú trọng. Thôi phải nhá. Giờ Linh kinh nghiệm hơn nhỉ. Đang Hà Linh cầm. Hút tắt đi. Bây giờ là Hà Linh thích cái nào nhất nào? Hà Linh thích cái nào nào? Cái bánh nào nhất nào?